Chào các bạn nha. Hôm nay cái kênh Thụ Kiển Xúc Răng sẽ tiếp tục chế tạo ra cái bàn xay các bạn. Cái bàn xay để nó có công dụng là mình để chậu lên mình sơn. Chứ mình để chậu lên mình đắp qua văn này kia các thứ nó cũng gọn nữa các bạn. Giờ mình làm cái bàn xay này nhỏ nữa các bạn, làm bàn nhỏ thôi, mình để chậu từ 6 tấc trở lại nha các bạn. Nè. Đầu tiên là mình làm sẵn hai cái vòng các bạn. Cái vòng này là vòng sắt tám các bạn. Vòng sắt tám mình uốn cong cho nó tròn với cái này luôn. Để mình để ở trên một vòng, rồi ở dưới một vòng các bạn. Cái vòng này mình uốn nó bề tròn nó 42 các bạn. 42 này nha, 4 tấc 2 đó, sắt tám. Đó. Còn cái này cái miếng tôn sắt là 1,5 ly nha các bạn. 1,5 ly đó. Để cho có độ cứng nè, sau này mình để chậu lên đây các bạn, để chậu lên để gì lên mình xay nó dễ, nó không thụng đó. Cái này mình uống là vòng tròn nó 4 tấc mốt các bạn, vòng tròn có cái miếng kẽm này là 4 tấc mốt, và cái này tôn là 1,5 ly. Cái này để sau này mình để lên trên mặt trên nữa các bạn, mặt trên nữa các bạn để chậu lên đây, các bạn sơn ha là đắp qua văn ha là các bạn để cây lên đây, các bạn sửa đồ nó gọn. Nào bữa nay mình chế tạo là các bạn này để nó có công dụng nhiều thứ lắm các bạn đó. Cái này để mặt trên, còn cái này là để mặt dưới đó. Rồi các bạn chuẩn bị một cây cốt nè, cây cốt sắt láp sắt 18 nha các bạn. Rồi hai cái mặt đạn, hai mặt đạn cái loại lớn, cái loại 6203 nha các bạn, để mình tiện đầu này, tiện đầu này để nhét đạn vô các bạn, nhét đạn vô phải không đó. Còn cây này mình để mình hàng dưới đây chút, để đây nè, thêm cái ống các bạn. Ống này là ống láp, ống láp 40 các bạn, láp 40 để mình tiện hai đầu này các bạn, là tiện hai đầu để đóng mặt đạn vô, đóng mặt đạn vô rồi hồi đóng đầu trên đầu dưới một cái, một đầu một cái để mình tọt cây này vô mình hàn. Rồi rồi bắt đầu bây giờ các bạn coi mình hướng dẫn bằng làm nha. Đây là có một số sắt tám, mà sắt tám mình đã đập cho ngay thẳng rồi các bạn, đập ngay thẳng là mình mài cho nó sạch luôn để mình dễ hàn đó. Giờ mình tiến hành mình làm cho các bạn, hướng dẫn các bạn làm cái bàn xay nha. Cái bàn xay để sau này mình có sơn chậu rồi mình tiện lợi các bạn, mình chỉ cần ngồi chỗ rồi mình quay cái đó mình sơn được rồi, nó tiện lợi như đó đó. Bây giờ trước mắt là mình mới để cái trụ này vô ngay cái giữa đây các bạn, vô ngay cái giữa đây nha. Rồi mình phải bỏ cái thước vuông cho thẳng đứng đàng hoàng với cái miếng tôn mình các bạn nè, đó đó, mình phải làm vậy đó, làm cho thẳng đứng đàng hoàng luôn đó, các bạn thấy không. Rồi mình chỉ để vậy thôi, rồi mình các bạn là biết phải cắt sắt này nha, cắt sắt hàng vô đây, hàng cho nó dính cái vòng tròn này các bạn. Nhưng mà cái vòng tròn này nó không có tim, mình lấy cái tim của cái miếng tôn này là để đỡ mình hàng thôi các bạn đó. Cắt vô đây nè, mình đo hai khoảng, cắt bốn khoảng này cho nó đều các bạn, hàng vô nó mới chính xác được. Bây giờ mình tiến hành mình làm cho các bạn xem nha, làm cái bàn xay cho các bạn xem để sau này là có công dụng là mình sơn chậu đồ này kia các thứ nó tiện các bạn đó. Cắt bốn cái sắt tám cho bằng nha các bạn nè, bằng mình trâu đây vậy nè, mình trâu bốn cạnh vô trước các bạn đó, trâu vô vậy đó, trâu vô cho nó đều trước cái đó. Là cái mặt này là nằm ở dưới đất nha các bạn, mặt này nằm dưới đất đó. Trời chưa quá thiệt chứ, trời chưa trời đó, nó vậy đó các bạn. Nhưng mà mình hàng vô là mình phải để thước vuông được cho đứng đàng hoàng nha các bạn mới được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không biết. Rồi giờ mình tiếp tục mình cắt 4 cây nữa các bạn. 4 cây nữa mình hàng xên trên cái nữa là được các bạn. Rồi nó giữ cứng cái phần dưới của mình rồi đó. Đây, các bạn hàng thẳng lên đây. Rồi nó giữ vững được cái phần dưới là cứng ngắc các bạn. Rồi phần trên nữa bạn ơi. Đó, quá quải mà đó, phần trên rồi cứng nhắc các bạn nè. Đó. Giờ mình nàn mấy cái chân dưới đây các bạn. Cái chân dưới đây cho nó cái ba mình nó vững các bạn. Hàng cũng chưa dính gì không rồi. Hàng không về quá mà không dính. Thôi về là gì rồi. Về là nó cực gọn đó.
Rồi sao các bạn? Phần dưới mình đã vững các bạn. Con lành rồi đó. Giờ mình tiếp tục mình hàn cái phần trên đó các bạn. Phần trên để mình đóng đóng một đạn vô mình hàn này các bạn. Đó. Phải mình hàn vô cái ống tiếp rồi các bạn. Ống tiếp 40 là đóng hai mặt đạn vô luôn các bạn. Hàng nan ủi mình đóng vô luôn rồi. Giờ mình hàn chỉ hàn dính vô cái miếng to này nữa là xong các bạn. Là mình được cái bàn xay đó các bạn. Đó rồi giờ mình hàn dính vô đó là xong đó. Xong cái bàn xay của mình. Mua nước cá trâu đó. Thấy không? Nước cá trâu, nước suối cá trâu biết không? Cái này chỉ biết ăn nước suối thôi. Đây là điện trên nước. Gia cho em hai cục nước chị ơi. Cái dạ chị ơi, để chị cũng giao chị ơi. Cái thằng mới nói là trời má ơi con trai. Bây giờ nó không biết tâm được. Rồi xong rồi các bạn. Mình đã có cái bài xây nha các bạn. Rồi mình để lên là nó xây được các bạn. Để lên đây, nó có mặt đạn sẵn. Đó các bạn. Ngon lành chưa? Đây mình đang để cho các bạn coi. Con mốt là làm rất là tiện lợi. Các bạn muốn sơn chậu hay bất cứ cái gì thôi. Để đây. Đó. Rất là tiện lợi các bạn. Mình đã hoàn thành xong các bạn xây, mình hướng dẫn các bạn làm nó làm để chậu lên. Ủa gì vậy? Đi tông. Đó rút trong đâu nha trong. À để chậu này chậu 5 tấc nha các bạn. Nó để lên làm rất là tiện lợi. Đó. Đó các bạn thấy không? Và hướng dẫn các bạn xong các bạn xây đó. Rất là gọn đẹp các bạn. Mình nói được hai. Được. Thử mở đây. Ngắt luôn. Thử đây. Nó nóng phỏng vỏ. Nóng không? Thử rồi. Nóng đâu? Nóng lắm. Đèo lên á. Ngắt luôn ạ. Chúng mình. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình nha. Bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhiều cái video để hướng dẫn các bạn thêm nữa nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Cảm ơn.